Vì thế tôi tặng bà này. Trời, cảm ơn nha. Tôi có một câu hỏi, tôi hỏi bà bây giờ được không? Hỏi đi. Bà có tiền không? Có, chi vậy? Mượn tiền hả? Vậy thì có thể mua trái tim Winner được không? Ông bị điên hả? Không phải Thi có cảm tình với Winner à? Bị điên à? Tôi có cảm tình với ông nào? Kể từ đây trở về sau, tôi với ông không còn là bạn nữa. Trả ông đó, điên. Thi! Gì? Hết hồn. Nhưng không bình thường vậy đó. Ngồi cười hí hí gì vậy? Em biết không? Vụ gì? Sau khi mà em đã quán triệt tư tưởng của em cho anh đó, thì từ nay trở đi anh đã trở thành một người cha dượng không ghẻ chân chính. Nói cái gì dượng không ghẻ chân chính là sao? Vụ gì em không hiểu? Em biết anh là dân công nghệ đúng không? Ừ. Bởi vậy cho nên anh đã lén lén anh hack máy tính cũng như là điện thoại của Winner. Để làm gì biết không? Để anh tư vấn cho Winner cái cách mà nó tán tỉnh con bé Việt Thi. Anh còn sử dụng những cái câu mà giống như cái câu mà hồi xưa anh cua em mà em dính luôn đó. Bảo đảm là nó nói với Việt Thi đổ, nói với đứa nào đứa đó dính à. Em có nhớ không? Hồi mà lần đầu mà anh với em gặp nhau đó, anh đã từng nói vậy nè. Em à, em có biết những lúc không gặp em, trái tim anh nó thổn thức như thế nào không? Nó không ngủ được, nó đập lạc nhịp hết trơn hết trọi à. Thành ra em à, đừng để trái tim anh thổn thức nữa. Hãy chiếm lấy nó đi, hãy mua nó đi em. Muốn nghe sự thật không? Sự thật gì? Thì hồi xưa đó, lúc mà anh cua em đó. Nghe vậy dính liền đúng không? Không phải, anh cua em không phải gì vậy mà dính. Mà tại em thấy anh tội nghiệp. Trời đất ơi, cái gì mà em thấy anh tội nghiệp. Tại biết mấy câu mà anh nói là anh lấy trên mạng không, anh hiểu không? Em thấy anh tội nghiệp. Rồi em chịu chứ không phải là anh cua mà cua hay cua định rồi em đổ em dính anh đâu. Vậy anh làm à? Như vậy là không được. Cái gì đâu mà không được, thì anh bây giờ anh tư vấn cho nó mà. Anh nghĩ sao? Anh xâm nhập quyền riêng tư của người ta, anh đăng nhập vô máy tính, anh đọc hết thông tin, rồi anh còn chỉ vẽ này nọ làm. Thì ra chú chính là chị Google mà tư vấn tình cảm cho con hả? Winner. Chú Winner con à. Trời ơi, chú có biết là hôm nay con thảm lắm không? Từ nay ấy, Việt Thi không thèm chơi với con nữa kìa. Vừa lòng chú chưa? Winner. Chú à, Winner, chú chỉ muốn giúp con thôi mà. Con không có cần gì hết á. Mà con nói luôn nha, giữa con và Việt Thi ấy, không có gì hết á. Con xin mọi người đừng có gán ghét nữa được không? Rồi. Con mệt lắm rồi luôn á. Winner. Chết rồi, nó giận anh thiệt rồi. Sao mà không giận? Là em cũng giận nữa. Vậy bây giờ anh phải làm sao? Thì lên nói với nó mấy cái lời ngôn tình nãy giờ nói với em nè. Ôi, anh hiểu rồi, đừng có nói cái chuyện này nữa mà. Bây giờ anh phải làm sao cho nó hết giận nè? Thì cách duy nhất là phải xin lỗi nó. Rồi anh phải tìm cách làm sao hàn gắn mối quan hệ giữa Winner và Việt Thi. Đúng chưa? Và điều quan trọng nhất là từ nay về sau anh đừng có xâm nhập vào quyền riêng tư của tụi nhỏ nữa. Ừ, anh hiểu rồi. Mới có tí tuổi đầu mà đã thích thể hiện. Mày đặt tán gái, cô gái này kia. Ở cái tuổi của nó đó, gái theo mình có mà trốn ở trong nhà không kịp á. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, kết mãi chẳng rời xa. Son đẹp quá đi à. Trời ơi, đúng là vừa mềm mịn nè, mướt môi nữa chứ. Đúng là mỹ phẩm Nhật Bản có khác mà. Lại vừa hợp với túi tiền của học sinh nữa. Wow, son Yurika này thì là xuất sắc. Mà bây giờ phải cất son vô học bài cái đã.
Trời ơi. Làm xong bài chưa cô gái? Có làm được bài nào đâu mà xong. Nãy em nói em hiểu rồi mà. Thì hiểu mà hiểu chích liền. Em bất lực với em quá à. À, sẵn tiện có đàn đây nè. Hát cho em nghe đi. Thì tinh thần của em sẽ được vực lên và nãy em sẽ thông suốt trở lại. Trời ơi, tưởng gì. Chiều Phương con nương đó nha. May mắn thích đàn á. Chẳng có một ai biết được tình yêu thế nào. Chẳng có một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi ta love on love with you yeah. Ta chỉ cần mong yêu từng phút bên nhau. Rồi chỉ còn nhìn thấy tay cầm tay bao ngày. Mãi chẳng rời xa. Dù là ngàn bão tố phong ba. Baby you are mine. Baby you are mine yeah. Vì trái tim này đã trao anh từng giây phút. Mình trông thấy young. Baby you are mine. Phương. Gì vậy má? Đi qua đây. Nhanh lên. Với lại em gì hát lớn vậy? Giật mình nè. Nhanh lên. Ba mà không hát lớn lên là nó tiếp tục nó dê con làm sao? Trời ơi. Chú. Sao lại dê hả? Con về em chỉ đang hát thôi mà. Còn chối nữa hả? Tôi vừa mới tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Hai người cùng tình tứ tay chân gác lên với nhau. Trời ơi, tôi mà cứ vô không kịp có chuyện gì xảy ra nữa đây. Trời đất ơi. Ba hiểu lầm rồi, tụi con chỉ là đang hát hò thôi. Xong rồi tiện thể minh họa thôi mà. Minh họa cái gì? Con thì ba tin là con có tinh thần âm nhạc. Còn cậu này hả? Ba không có tin đâu. Suốt ngày chỉ rỗi đi thả thính con gái nhà lành người ta. Chắc là hiểu nhầm với tôi chú ạ. Chứ bọn con vừa hát vừa diễn thôi mà. Diễn sâu một chút thôi chứ. Cả là con gái chú như vậy thì ai yêu ạ? À? Trời đất ơi. Ý cậu nói là con gái tôi xấu chứ gì? Con gái tôi xấu chỗ nào trời? Nó xấu chỗ nào? Nó đẹp mà. Thật ra là con chỉ lỡ miệng thôi chứ không có ý gì đâu ạ. Bọn con trong sáng mà chú. Đúng rồi, nay ba bị sao á? Làm mất hứng à. Trời ơi, cô còn nói mất hứng nữa hả? Hứng làm bài tập. Con yên tâm đi, về tới nhà là con có hứng đi học lại liền à. Bây giờ không có nói nhiều nữa, gom tập vở đi về. Nhảy lên. Đàn hát tôi mà nói gì đâu mà sao. Con nói gì đó, con làm bẹp cái gì đó hả? Bây giờ muốn đàn hát đúng không? Muốn đàn hát đúng không? Cậu đàn đi, tôi hát cho nghe. Tôi hát nghe coi hoảng sợ chơi nè. Ôi, tôi bị lớn suốt ngày đi tán gái, ghẹo gái không à. Nhảy lên. Xin lỗi nha. Sao con chưa chịu về nữa con? Nhanh lên. Khăn khi bây giờ không đi, tôi sẽ lấy cái đàn, tôi đập vỡ cái đàn bây giờ à. Đi nè. Binh. Sao mà em làm cái gì mà cứ lên la lên lút như kiểu trốn nợ vậy? Không phải trốn nợ, trốn ba em đó. Ba em đâu có cho qua gặp anh để học bài đâu. Ủa? Lại nữa ừ. Anh tưởng là bữa đó em nói là ba em bị sảng cơ mà. Thì kiểu ba em già cả rồi, xong rồi suy nghĩ linh ta linh tinh đó mà. Thôi em đừng để ý. Thì anh không để ý gì nhiều. Nhưng mà anh nghĩ là ba em rất là lo lắng cho em nên là mới suy nghĩ linh tinh đấy. Coi bộ cũng hiểu chuyện quá ha. Thôi học bài đi. Ê. Không thể để đầu tóc này mà học bài được. Trời ơi sao mà nhiều lá thế này. Trời ơi anh xem nào. Trời ơi. Thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai đứa bắt cháy với nhau hả? Đâu có, nào cũng tắm gội làm gì có cháy mà bác. Ba. Con lấy lá me hộ em mà. Lá me hả? Chắc cháu phải tự rắc lên đầu thì nó mới nhiều như thế này. Rồi lại nhờ bàn tay vàng ngọc của thằng Thành con trai bác gỡ dùm. Chắc là cháu có ý gì với nó đi không? Ba. Ý gì là ý gì ấy? Thì ý đó. Thôi,
cháu đừng có giả bộ ngây thơ nữa. Mà cháu có ngây thơ thật đi chăng nữa thì bác cũng không bao giờ đồng ý cho cháu với thằng Thành là tới với nhau đâu. Cái gì? Bác. Ông anh vừa mới nói gì? Con gái qua đây. Qua đây đứng. Nhanh lên. Ông anh vừa mới nói gì? Ông anh vừa mới từ chối tình cảm của con gái tôi hả? Nè, làm gì có cái chuyện ngược đời vậy? Từ xưa tới bây giờ chỉ có đàn gái mới được quyền từ chối tình cảm cũng như là tất cả mọi thứ của đàn trai thôi. Làm gì có cái chuyện ngược lại vậy? Nè, ở đâu trồi ra cái luật đấy vậy? Ông anh có bao giờ nghe cái câu là phép vua thua lệ làng chưa? Cái luật này nó có từ lâu lắm rồi, từ xa xưa lần kìa. Còn con trai của ông mới có tí tuổi đầu bị ra lăng nhăng thả thính rắc thính tùm lum hết từ trong nhà ra tới đầu ngõ. Cái kiểu đó hả, thà tôi để con gái tôi ế còn hơn. Ông biết cái gì? Hằng ngày con gái ông vẫn đến đây tìm con trai tôi nhá. Tìm con trai ông? Bây giờ con gái trả lời cho bên kia nghe coi có không con. Không đúng không? Có ba. Nhưng mà stop. Đó, bác chỉ cần nghe đến đó thôi. Ông thấy chưa? Ai đang cua ai? Thì tại vì con trai của ông nó thả thính, con gái tôi nó dính cái thính độc của con trai ông. Bây giờ tôi làm cha con bé, tôi phải khử cái thính độc này. Nghe chưa? Còn ông á, ông về ông coi lại con trai của ông đi. Con gái, theo ba đi về. Trước khi về, ngẩng cái mặt lên. Mình đẹp mà, mình có quyền chảnh con. Đi. Chào chú. Ba anh Thành. Ba, ba làm gì kỳ vậy? Kỳ cái gì mà kỳ? Ba là đúng chứ không có sai nhá. Tí tuổi đầu yêu với đương. Đi ba. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Sweet Couple nha.